Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ha ha ha, ho 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 ho, buồn quá, buồn ơi là buồn luôn, ho 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 ho. Cái gì cái gì cái gì, trời ơi mấy bạn ơi, hình như mình mới vừa nghe tiếng của một con quái vật gì đó mới vừa kêu lên. Khoan từ, hình như không phải, cái tiếng này nghe quen á bạn ơi, hình như không phải là tiếng của quái vật. Ôi đúng rồi, đây là tiếng của Sammy. Ôi trời, bà Sammy bà khóc cái gì mà nghe hay ghê quá vậy. Tôi đang dùng trong chống tre, tôi bay vòng vòng, tôi kiếm kim cương mà tôi nghe giọng bà khóc rồi, tôi biết có chuyện rồi bạn ơi. Thôi không được rồi, bây giờ mình sẽ bay tới nhà của Sammy để coi Sammy khóc vì cái chuyện gì nha. Trời cái gì mà khóc sùm vậy trời, bay xuống. Ấy, có phong cận đây, tại sao Sam lại khóc hả Sammy? Sam nói cho phong biết đi, tại sao Sam khóc, tại sao Sam buồn, tại sao nước mắt Sam lại rơi nhiều đến như vậy. Ai ăn hiếp gì Sam, ai gọi là đánh Sam, hay là ai gọi là lấy đồ ăn của Sam? Nói đi, không sẽ qua bên đó phóng xử rồi đó cho Sam biết. Trời bành tỉnh thôi, trời ông nghĩ sao tôi giữ như bà chằn này, ai mà dám bắt nạt tôi đúng không? Ai mà dám, trời ơi, người đó mà dám bắt nạt tôi dùng cái mỏ cái là người ta sưng cái mỏ luôn, nghĩ sao vậy? Tính ra Sammy cũng nói đúng mấy bạn ơi, Sammy giữ như bà chằn vậy, ai mà ăn hiếp được Sam, tính ra sao không ăn hiếp người ta thôi chứ. Không nói tôi giữ bà chằn à, tôi hiền chết à. Rồi, Sam hiền được chưa? Thôi rồi, bây giờ, thôi đến, thương nè, bây giờ Sam nói cho Phong biết đi, tại sao Sam khóc? Vậy là có chuyện gì hả? Tại vì tôi chán, trong làng không có ai đi chơi tôi hết. Simmy cây con chưa về làng, tôi ở nhà mình tôi buồn, buồn như con chuồng chuồng, chán như con chán nên tôi có định tôi khóc cho đỡ buồn. Trời ơi mấy bạn ơi, tính ra ở trong làng Hero Team buổi tối bây giờ là 3 giờ tối rồi, làm gì còn ai ở trong làng nữa mà đi chơi chung với bà mà khóc vô lý dễ sợ luôn á. Bà đi chơi giờ nào bà không đi chơi, 3 giờ sáng bà đòi người ta vô trong game người ta chơi chung bà tào lao. Trời ơi tôi không cần biết, tôi ở nhà mình là tôi buồn rồi đó, tôi buồn là tôi sẽ già nhanh, tôi không muốn già sớm là tôi phải luôn vui vẻ hiểu không? Vậy luôn hả? À mà khoan đã bạn ơi, quên mất, mình sẽ nói cho bạn biết nha, hiện tại bây giờ Phong đang quay video là lúc 3 giờ sáng á bạn. Là tại vì á là Phong muốn đi kiếm một ít kim cương cho nên là 3 giờ sáng Phong vào trong game Phong đi kiếm kim cương. Mà tự nhiên nghe được giọng Sam khóc giật hết cả mình luôn, trời ơi trời. Hả? Bây giờ là 3 giờ sáng mà tiên bà khóc lóc vậy làm tôi sợ ma muốn chết luôn rồi. Thôi được rồi, bây giờ tôi nói nghe nè, đừng buồn nữa. Bà không nhớ là ở trong làng của chúng ta hiện tại đã có bạn Doraemon sao? Bây giờ á đừng có buồn nha. Qua bên nhà tôi đi, tôi sẽ kêu Doraemon lấy cái món bụi bói nữa cho tôi với bà đi chơi, được chưa? Tôi quên. Cho món bà bối nào mà tạo ra 1000 kim cương thì tôi vui liền à. Được không? Bạn thấy không, trời ơi con người tham lam gì đâu á, bình thường á tiền lương của mình về lấy hết tiền lương của mình xong bây giờ còn đòi kiếm thêm gọi là 1000 kim cương, tham lam, cái người đó tham lam quá. Cái gì vậy? Tham lam hả? Đâu, tôi đâu có nói gì đâu. Rồi Sam thích kim cương thôi, rồi ok được rồi. Thôi rồi bây giờ Sam đi theo tôi, bọn mình qua bên nhà kiếm Doraemon đi, rồi một tí nữa tôi nhờ Doraemon kiếm ra một cái món đồ chơi gì đó thật là xịn sò của thế kỷ 22. Có gì tôi với Sam gọi là đi chơi chung với nhau. Chẳng hạn như là máy cắm trại nè, hay là gọi là máy đi bãi biển, hoặc là gọi là máy gì ta, máy lên mặt trăng chẳng hạn đó, mấy cái xịn gì á, bọn mình tha hồ đi chơi luôn được không Sam? Được. Ok. Tôi thích chạc rồi đó nha. Rồi lên đây. Rồi để tôi kiếm Doraemon cho coi nè. Doraemon ơi. Ủa? Rồi Doraemon đâu rồi trời? À chắc Doraemon ngủ rồi, đi vô nhà. Doraemon. Không có luôn. Ủa gì kỳ vậy? Vậy Doraemon đi toilet đúng không? Ủa không có luôn. Sao toilet không có vậy? Gì kỳ? Doraemon ơi. Doraemon. Trời Doraemon không ở trong này. Tự nhiên kiếm con người ta với cái bồn cầu này sao vậy? Chắc là Doraemon đi đâu ngủ trơn á. Tôi biết rồi. Doraemon hiện tại đang ở trên phòng của tôi. Đúng rồi. Mình lên trên phòng đi. Doraemon ơi. Ủa gì kỳ vậy ta? Sao tiền đi đâu mất tiêu rồi? Ê, trời ơi chết, mình quên mất mấy bạn ơi. Rõ ràng là hồi sáng nay Doraemon bảo với mình là Doraemon có việc bận cho nên là phải quay trở về thế kỷ 22 rồi, không có ở nhà. Thôi chết rồi, vậy kiếm cái gì cho bà Sam chơi đây? Trời ơi. Ôi giờ sao mà không kiếm gì tôi chơi, tôi khóc tiếp chồng nghe nè. Hầu hầu hầu. Trời ơi. Thôi trời. Khóc bài trời con gái đứa ơi, khóc bài. Là người ta vỗ ông khóc không tản mặt tôi vậy hả? Giỡn, cái này tôi đánh yêu mà trời ơi. Xin lỗi, đừng có lo, hồi sáng nay Doraemon bảo với tôi á là Doraemon á sợ rằng á là tôi ở nhà một mình á sẽ buồn, với lại á là sẽ gọi là gặp nguy hiểm, cho nên Doraemon đã quyết định để là cái túi thần kỳ ở đây rồi. Cái này tôi biết nè, cho
trong phim người ta bảo đây là túi gọi là túi phụ Doraemon đúng không? Đúng không rồi. Túi hai đúng không? Doraemon có đến tận hai cái túi lận, cho nên đây là túi phụ của Doraemon á. Thôi được rồi, bây giờ để tôi kiếm coi có cái món bủ bói rồi đó, xịn xịn tôi với Sam đi chơi ha. Được không? Rồi, nhất trí. Ok, tôi kiếm thôi coi. Ok, lục cái túi nè, để coi có đồ gì xịn không ta? Tên. Ủa rồi, cái này là cái gì đây? Ủa Sam? Cái này là gì ạ? Cái gì kỳ vậy? Tự nhiên hỏi tôi, ông mắc bà bối ra, ông hỏi tôi chứ cái này tôi nhìn là tôi chịu luôn á. Cái gì đó? Ủa tính ra nha là tôi coi truyện tranh Doraemon, tôi thấy là Doraemon có nhiều bủ bối hay lắm luôn á. Nhưng mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái món bủ bối nào mà nhìn như thế này luôn á. Ủa cái này là cái gì nha? Trong lạ ta, ở đây nè, nó có một cái cây nè. Ơ cái này hình như là cái cây nè. Đó, ở trong này thì hình như là một ngôi nhà. Ui đúng rồi, ở trong đây là một ngôi nhà nè. Còn xung quanh, ủa sao nhìn nó giống cái nhà tù quá Sam. Nhìn nó y hệt cái nhà tù quá. Tôi biết rồi, đây là ngôi nhà tí hon. Nè, nhìn nó bé xíu như nè. Ồ, ngôi nhà tí hon hả, nghe cũng hấp dẫn á. Ơ nhưng mà cái này mình dùng sao? Ủa, dùng bằng cách nào Sam? Để tôi thử coi. Thường á, mấy cái đèn người ta phải leo nóc nhà á, đó là chui vô được hay sao á, mà không biết tôi chui vừa không ta. Để tôi thử cho xem nè. Sao mà được, bọn mình gọi là người khổng lồ thế này, cái nhà bé tí hon làm sao mình chui vô được. Trời ơi, mình cứ chui vô là nó vô được. Bây giờ tôi thử nha. Hay. Đâu trời, tào lao quá, làm gì có chuyện đó. Ê. Cái gì vậy? Sammy. Ôi trời, mấy bạn ơi, Sammy bị mất tiêu rồi. Nhưng mà khoan, có khi nào cái này là một món bủ bối gì đó nguy hiểm không ta? Trời ơi, chết rồi. Mình tự nhiên không, mình lấy bủ bối của Doraemon dùng làm cái gì, mình đâu có biết mấy cái này là cái gì đâu. Tiện lấy ra. Sammy ơi, Sammy. Sao Sammy im lặng luôn rồi? No, Sammy ơi, yên tâm đi, tôi sẽ cứu bà. Sam. Ai da, trời. Ui, sẽ ra ngoài đây. Có cái gì vậy Sam? Sammy. Ủa Sammy vậy? Sam. Ai da. Ủa Sam ơi, Sam ơi, bà có sao không vậy? Trời, tôi lo cho bà muốn chết luôn. Trời ơi, tôi mắc kẹt vô đây Phong ơi, đây là cái chỗ nào cái ghê luôn à, nó có xì bám tôi chỗ này hoài ha. Ôi Sam ơi, về tôi đoán đúng rồi, chắc chắn cái này chính là nhà tù tí hon rồi Sam ơi. Nhìn nè, xung quanh chúng ta nó đã bị bọc kính lại bằng gọi là gương nè, với lại là có cái laser. Trời ơi, chỉ có nhà tù thì mới có laser thôi bạn ơi. Cái này chắc chắn là nhà tù rồi. Ông bắt ông dẫn tôi chỗ nào vui, chỗ này hơi vui đó Phong, vui quá luôn ông nào. Đây đây, tôi xíu, tôi phải lượm lại cái túi thần kỳ của Doraemon đã. Mất cái túi thần kỳ này là xong luôn á, bọn mình không thoát ra ngoài được đâu. Ôi, chết rồi Sam ơi. Cái nhà tù này, từ để tôi thử coi. Thôi, cái kính này nó cứng lắm Sam ơi, mình đập bóng được. Chết tôi rồi. Trời sao, trời tôi không chịu đâu. Tự nhiên tôi muốn trò chơi vui, tự nhiên bây giờ nhốt tôi nhà tù là sao vậy? Có vui đâu, có ai mà vui nhà tù đâu. Ai mà hấp tấp. Tôi đã nói rồi, cái món bủ bói này mình không biết dùng á thì thôi đi. Bà còn nhảy lên trên làm gì cho bà bị chui trong đây luôn. Thế là tôi phải vô tôi cứu bà nè. Ôi bây giờ sao ơi ta. Trời ơi Sam ơi, giờ làm cách nào đây? Vậy thôi được rồi, bây giờ tôi nghĩ rằng chỉ còn một cách thôi. Đó chính là tôi với Sam phải cùng nhau vượt qua cái nhà tù này thì mới thoát ra ngoài được, hiểu không? Tôi biết rồi, hình như là cái chỗ này làm bắt mình phải thoát khỏi chỗ này sao ấy. Thôi bây giờ như thế này đi, tôi thấy cái màn laser này cũng dễ nè, tôi nhường Sam đi trước á. Ủa vô duyên nhậm rồi, tự nhiên dễ cho tôi dễ ông trước đi, tôi nhìn thấy cũng dễ. Trời ơi dễ qua nè. Trời ơi tôi nhìn thấy, tôi biết cách qua, để tôi. Trời cái gì chứ, mấy này dễ ẹt đây. Đầu tiên nhảy qua đây nè. Hai là nằm xuống hả? Cái này tôi nghĩ nó không dễ Sam ơi. Chỗ này cái laser khó đúng khó luôn á. Đây để tôi cho, trời ơi gà giờ thôi không phải nhảy ra luôn cái chỗ chứ. Đây đâu 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 nè. Thử coi. Ui cái laser này nó chớp tắt nè Sam, nãy nó biến mất rồi, bây giờ mình đứng vô cái nó xuất hiện. Trời ơi cái ông này, người cái ta là mình phải bò xuống nữa, mình ship xuống, mình bò mình đi qua là đó, hiểu không? Đi qua nè bày đặt nè. Nói rồi cái bẫy này vô cùng nguy hiểm luôn, không qua được đâu. Ui đúng rồi, quên mất, tại sao chúng ta có túi thần kỳ của Doraemon đây chúng ta lại không sử dụng ha. Mình quên các bạn ơi. Được rồi để tôi xem coi. Có cách đây nè. Cái laser này á, nó chỉ chiếu ở bên dưới đất thôi, còn ở phía trên nó không có laser, cho nên chúng ta sẽ sử dụng trong chống tre để mình bay qua, hiểu không Sam? Trời ơi hay nha. Thấy tôi thông minh chưa? Được rồi, để tôi lấy trong chống tre ra nha. Ok, lấy trong chống tre nè. Tên trong chống tre. Ok bạn ơi. Mấy bạn nhìn thấy trên đầu mình có gì không? Cái này là trong chống tre á bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bay lên cho bạn xem nè. Hey! Đó, wow. Xem tròn tròn nè, ghê chưa? Bay lên nào Sam ơi. Wow, trời ơi nó xoay tròn luôn. Quá là dễ luôn.
bây giờ chúng ta có thể gọi là bay ra ngoài một cách đơn giản các bạn ơi. Ok, bay ra ngoài sao ơi. Trời ơi, một phát ăn luôn á Phong ơi. Ui, mình bay cao hơn được nè, sao mình qua đây luôn, Ây da. Ây da. Không được. Trời ơi, nó chặn rồi nè, khôn dữ ha. Ui, nó có một bức tường. Nó có một bức tường này tàn hình ở trước mặt mình Sam ơi. Oh my god. Cái bức tường này mình không đi qua được đâu. Trời ơi, chết rồi. Thôi không xong rồi, mình chỉ có thể vượt qua được cái màn một bằng trong chấm tre thôi Sam ơi. Thôi mình đáp xuống. Ơi, chết rồi bạn ơi. Phía trên này là nguyên một cái bức tường tàn hình luôn, nó không cho chúng ta bay qua được. Trời ơi, tưởng là cái nhà tù này đơn giản lắm, hóa ra nó nguy hiểm ghê luôn á bạn. Bây giờ phải làm cách nào để qua bên này được đây? Ủa rồi, cái này. Ủa có cái rương nè, để xem coi. Một cái chớp. Ồ, hiểu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái cốc này để đào đi qua kia. Để tôi đào cho. Hai người mà cho một cái cốc gì chơi, chơi kỳ vậy trời. Yên tâm đi, có tôi là con trai, tôi sẽ đào được mà, yên tâm. Trời mệt quá. Để tôi đào phụ cho, trời ơi, tôi cứ đào, bông đào che, tôi đào dưới cho đây. Ok, nè, đào đi, Ok. Trời ơi, ông trai rồi, dễ không, tôi nhảy nè. Thôi lâu quá bà nội. Mệt quá thôi, đào đi, tôi mệt quá. Tôi đào nữa chân tôi thở được chết nè. Mệt quá. Tôi quên được luôn ấy con ơi. Trời ơi, giật khủng khiếp vô đó. Bây giờ á bạn ơi, cái cây cúp này không thể nào có thể giúp cho chúng ta có thể vượt qua được cái bức tường này đâu. Cái cúp này yếu xìu à, dục ngươi cho rồi. Ây, bây giờ làm cách nào để qua bên đây được đây trời. Có cách nào không? Tôi biết rồi. Bây giờ ông lấy thiết đầu công, ông đập vào cái tường này được mà. Ông phải dùng thiết đầu công á. Bà bị khùng hả? Cái bức tường bằng vải hay là bằng cỏ, tôi còn đập cái đầu tôi vô được. Cái này là thằng bằng hát điện thạch, tôi đập với tôi u đầu tôi xỉu quá bà nội. Không, đập cái vô nhà thằng điên luôn phải không? Từ. Cái gì đây? Gì vậy? Ủa sao ơi? Ở bên này nó có một cái lỗ nè. Trời ơi. Cái gì một vậy? Cái lỗ. Ui, Sam ơi, vậy tôi biết rồi. Bây giờ bọn mình phải chui vô cái lỗ này. Chui qua đi Sam. Trời ơi, cái đầu tôi còn vui hôm qua, không nghĩ sao tôi chui được vậy? Cái này là người tí hon ai? Khùng. Bà bị khùng hả? Cái đầu của bà còn chui không qua được cái lỗ này nữa, mà nghĩ sao bà chui qua được bà nội? Tôi có cách. Sao? Trời ơi, túi thần kỳ Doraemon ở đây mà bà không biết gì hết trơn á. Đây để tôi kiếm cái kim cho. Bộ bói tiếp theo là gì đây ta? Đèn pin thu nhỏ. Tên 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 tên. Trời ơi. Sam thấy tôi thông minh chưa? Trời ơi, đúng là Phong cận bộ mắt thông minh dễ sợ chưa? Quá trời thông minh luôn. Tôi á, tôi hơi bị thông minh luôn á, tôi đâu có nướp như là Nobita ở trong gọi là hoạt hình đâu đúng không? Nè bây giờ nè, tôi sẽ dùng cái đèn pin thu nhỏ này, tôi thu nhỏ Sam lại đó, Sam sẽ chui qua bên cái lỗ này nha. Rồi bây giờ tôi đứng đây sẵn luôn, thu nhỏ tôi cái tôi chui vô liền lọt cái hố luôn nè. Thở đây. Ra ngoài xa nè để Phong thu nhỏ cho nó mới dễ hơn. Rồi đứng im đó nha. Đây để Phong, Ok. Đây chuẩn bị nha. 1 2 3 chiếu nè. Wow, rồi ok, bé tí hon luôn rồi. Hay quá, hay quá. Mập chết chưa, mập gần chết luôn. Bà kêu ai mập hả? Chỗ. Ui, tôi đánh nó đê. Trời, hay quá ta, Sammy chui trong được nhưng mà tôi vẫn quýnh bà được nha. Ê, trời vô duyên. Ui, ê, chui vừa luôn này Phong ơi. Ok. Được rồi, để tôi. Bây giờ mình sẽ tự chiếu đèn pin này vô trong người mình nha bạn nha. Ok, chiếu nè. Hey, rồi ok bạn ơi, mình đã thu nhỏ lại rồi đây. Ok, bây giờ thì chúng ta có thể dễ dàng chui trong cái lỗ này. Trời ơi, chui được rồi nè. Quá đơn giản luôn. Ê, cảm giác mình như giống kiểu mấy con chuột á Phong ơi, mấy con chuột hay ăn cắp đồ ăn y chang luôn á. Đúng rồi, cảm giác như là chúng ta đang là những con chuột, chúng ta đang chui trong cái hang vậy Sam. Qua đây. Chít. Qua đây. Đó. Sao mà quýnh tôi? Không, tôi đang cosplay thành chuột phải không? Chít vô. Cosplay thành chuột, đồ nữa. Qua đây, nhanh lên. Ui, trời ơi, qua được rồi. Quá là được. Ủa, giờ sao nữa? Ủa, ai biết cái gì đây? Trời ơi, cái này là nguyên lava. Một dòng sông lava luôn á. Bây giờ mà rơi xuống chỗ này cái là thành heo quay nướng luôn á Sam ơi. Ủa chứ sao, trời ơi ghê quá, tôi vừa đứng đây tôi xình cá một nướng luôn á, ghê quá à. Ôi, từ, trước tiên là tôi phải phóng to người của tôi với lại Sammy lên đã. Ok, phóng to nè. Ôi, Sam ơi, bây giờ bọn mình đã phóng to trở lại rồi nè. Nhưng mà cái hồ lava này nó vẫn to quá, bọn mình không thể nào mà nhảy ở bên kia được. Mà bơi qua tất nhiên là bơi không được rồi. Bơi cái là cháy mông luôn á, trời giờ sao đây? Nhưng giờ hỏi tôi, ông là Phong cận thông minh mà ông phải suy nghĩ cá
chắc chứ, tôi thì tôi ngồi tôi đợi chứ sao vậy, tôi biết làm gì đâu. À đúng rồi, sử dụng chống chống tre. Trời ơi, cái hồ này mình có thể bay qua được mà. Quên mà đâu cần bơi qua đâu. Ok được rồi, mình sẽ dùng chống chống tre nha các bạn nha. Được rồi Sammy, hãy xem tôi đây, tôi sẽ bay bên đó. Hey, bay lên nè. Được không? Dạ. Đơn giản tưởng gì, hóa ra cái này đơn giản dễ ẹc à. Hey, ủa gì kỳ vậy? Hey, hey. Ở Sammy gì vậy, ông làm gì vậy? Ủa, ủa trời. Sammy, ở chỗ này cũng có một bức tường tàn hình. Trời ơi chết rồi. Thôi xong rồi Sammy. Chỗ này nó có một bức tường tàn hình, nó không cho mình gọi là bay qua được. Sammy chết rồi, bây giờ phải làm sao đây? Ơi chết rồi, bây giờ phải làm sao đây? Không bay qua được mà cũng không thể nào bơi qua được luôn. Chẳng lẽ bây giờ thôi còn cách này thôi, tôi sẽ chọi Sammy xuống dưới đó xong tôi bước qua. Mày không ngã, nghĩ sao vậy? Tôi không dù ông có chọi tôi nữa không bước qua đâu, sao ngát dữ vậy? Tôi giỡn thôi. Bây giờ tôi nghĩ tôi có cách rồi, bây giờ tôi ông cổng tôi đi xong đi qua đi. Hợp lý nhất luôn. Ê, cách của bà hay quá ha, tôi cổng bà cái đầu bà, cái là tôi bị cháy bà còn sống mà khôn quá ha. Trời ơi, để tôi kiếm chứ sao vậy? Tôi sẽ sử dụng bộ bói tiếp theo để tôi xem tôi còn móc bộ bói nào khác không. Còn gì không, tôi lục cù cho. Ok, kiếm nè. Bum chiêu. Ui Sam ơi, nhìn tôi nè. Trời ơi, nhìn nè. Nhìn như cái lò xo mà lò xo xe đạp á phải không? Ui trời ơi. Từng đó, nhìn ghê chưa, hay chưa. Rồi hay. Vậy là bây giờ á tôi biết hẳn con rồi, tôi có thể bơi bên được bên lava nè, coi tôi nè. Hey. Ui. Tôi không sao hết Sam ơi. Ghê. Ê, tôi đang bơi quá. Bà thấy tôi bơi không? Trời ơi, thấy bay, trời ơi, như là vận động viên bơi lội xuất sắc vậy, cố lên Phong ơi. Ok. Ý da, tôi đang chuẩn bị qua tới nơi rồi, yên tâm, tôi qua được mà. Ôi. Rồi ok, tôi qua được rồi nè. Hay quá Phong ơi. Ủa còn hay tôi sao, quá. Mày tôi mắc nhạt đây luôn hả? Thì sao? Bây giờ Sam kiếm cái bánh quy hình cái con lava nè, Sam ăn đi, nhanh lên. Rồi ok. Ui, thấy không? Nhầm. Trời ơi, ngon dễ sợ luôn à. Sam ơi, bà biết hình con gì vậy? Gì kỳ vậy? Ủa con gì? Ủa là sao? Ủa sao con này sao có cắt như vậy? Khột. Cái con gì, cái con gì? Ơi, trời ơi, Sam ơi, bà biết hình con heo địa ngục rồi. Con chịu đâu, con gì xinh đẹp, con biết hình con lợn vậy, tôi ghét con lợn. Khột. Trời ơi, con heo nhìn dễ thương mà, thôi không sao đâu. Con chịu heo. Thôi bây giờ Sammy à, một bây giờ Sammy bơi qua, hai là Sammy bị ở trong cái nhà tù này vĩnh viễn luôn. Trời chọn ơi, đi không, tôi không chịu, tôi muốn ra khỏi đây mà tôi không muốn biến thành heo, chợ mấy ông phá sẽ cười tôi mất. Oh no. Thì bây giờ bơi qua bên đây nhanh đi, là tôi biến cho bình thường cho, nhanh lên. Được không? Được không? Vợ nhanh nha. Khột. khột. Trời ơi, tôi không nói tiếng người mà nói tiếng heo luôn Phong ơi. Khột. Ôi, em mà biết hình con này tập mát rồi Phong ơi, lava như nước vậy, mát dễ sợ luôn Phong. Trời ơi, nhanh lên Sam ơi, nhanh lên, trời ơi, trễ quá nè, chậm quá nè, nhanh lên. Này, ui. Rồi ok, được rồi đó, giờ bà đứng im đi, trong vòng 5 giây là bà sẽ biết là bình thường đó. 1, 2, ủa gì vậy? Tính ra tôi mới ăn số 2 thôi mà, kỳ vậy? Trời ơi, ai biết đâu, tự nhiên ăn số 2 tự biến luôn, ui, thích dễ sợ. Rồi, được rồi. Heo đâu thì ghê quá. Vậy thì bây giờ á, chúng ta đã vượt qua được màn tiếp theo rồi, để coi màn tiếp theo là gì đây. Ủa? Trời, sao lại là cái bức tường bằng thạch tinh thạch vậy? Ơi, tôi thích cái này đâu, cái này chán chết rồi, làm sao qua đây? Tôi cá chắc là ở trên này nó sẽ có tiếp tục là một cái bức tường tàn hình nữa, là nó không đơn giản cho chúng ta đi qua vậy được đâu. Thôi, để tôi xem coi. Rồi, đúng rồi, hệt luôn, trên đây có bức tường tàn hình, Sam ơi, không qua được. Ây, khổ em quá. Sam ơi, có cái bộ bối nào mà mình mang vào cái mình thành Superman mà đấm cho vác lũng bức tường được không? Có cái bộ bối kiểu đó không? Để tôi xem thử coi, tôi cũng không biết nữa, để lục kiếm thử nè. Cái này sao mà đập bằng tay thường được? Để tôi. Bàn tay lực sĩ. Ten. Bàn tay lực sĩ, ủa là cái gì vậy? Ui Sam ơi, Sam nhìn tôi nè, tôi đang đeo cái bao tay bàn tay lực sĩ ở trong tay tôi này, nhìn nè, thấy ghê không? Ui, cái nhìn ngầu vậy? Ngầu không? Cái này dùng tao, cái này dùng làm gì chứ vấn đề là con chồng dùng làm gì? Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà tôi nghe cái tên của nó là bàn tay lực sĩ cho nên tôi mới lấy nó ra, nhưng mà tôi nghĩ cái này sẽ giúp chúng ta có thể khinh được gọi là mấy cái bức tường này. Đâu, tôi thử nha. Hey. Được không? Wow. Nhìn nè, tôi cầm nguyên cái khối hắc điện thạch ở trên tay luôn là Sam ơi, ghê không? Trời ơi, được không? Hey. Ui, trời luôn kìa. Em nó mắc đầu này luôn. Hey. Trời nè. Wow, xịn. Trời nè. Ôi. Hey. Sao không chơi tôi? Ôi, tôi giỡn. Em chơi vui cho tôi cầm thử đi. Nè. Thử đi.
Ôi, xịn quá. Trời ơi, cái tay tôi bắt sẵn rồi nè Phong ơi. Ghê vậy. Ui, trời ơi. Để cho tôi chọi không có được. Sao mà tôi thấy bà chọi cái bà bay theo cục đó luôn sao? Rồi xong rồi các bạn ơi. Sammy gọi là không biết sử dụng bũ bối rồi, dùng cái đầu gọi là tùm lum tùm la, gọi là chọi cái đầu bay theo cục đá luôn bạn ơi, ghê thiệt. Đâu rồi bà, đâu rồi? Bà quay lại đây coi. Tôi nè, cái gì kỳ vậy? Chọi mà tôi, ông chọi tôi dính mặt tôi mà tôi chọi là tôi bắn xuống la ba là sao? Gì kỳ vậy? Không biết nữa. Đây coi Phong nè, không chọi bình thường thấy không? Ôi, gì kỳ vậy? Hả? Ai vậy? Thôi để Phong, để Phong Phong khinh ra. Bà tự chạy qua chứ bộ tôi có chọi bà đâu. Ông không biết né tôi chứ. Ê, tỉnh ra có bà bối không mà biết xài nha. Biết xài là vô dụng luôn á. Ôi, đúng rồi, bủ bối của Doraemon. Sao bà cứ chạy tôi đứng, ra. Tôi đứng góc này mà ông chọi tôi là tôi tư quánh ông nha. Tôi đứng góc này nha. Tôi đứng góc này luôn á. Không làm gì hết trơn luôn á. Đâu, thi ra. Biết gì đâu, người. Không biết cả nha. Tôi đang chọi rồi. Đó, tôi đứng đây, tôi không biết gì hết trơn. Đó, okay, rồi đó, chọi nè. Chọi nè. Mệt quá à. Tránh ra. Rồi. Tránh ra. Rồi, tránh ra. Cái gì? Tránh ra. Mệt quá, tôi đứng bên đây mà ông không chọi, tôi đổi. Ôi trời ơi. Tôi chọi ra bên ngoài, bà, cái cục đá nó đang bay thấy không, bà, con cái cục đá này đó. Tôi đứng sát góc này mà tôi còn bị chọi ra là cái này là do ông nè. Cái cục đá này nè, tôi nói cho Sam nghe, cục đá này nó không có mắt hiểu không? Sammy tự gọi là tự chạy vô cục đá chứ không phải cục đá nó bay vô người Sam đâu. Vô duyên, bây giờ tự nhiên có cục đá có mắt nữa hả? Đúng rồi. Để Phong. Sắp xong rồi nè. Ủa, xong rồi nè. Ôi, có ánh sáng rồi Phong ơi. Đây. Tôi ghét ông ơi, tôi còn cái kiếm của con cái gì tôi chém không được tôi đâu. Xin lỗi. Thôi được rồi. Để xem tiếp theo là gì đây. Ui, cái gì đây? Bức tường bedrock. Oh my god. Trời ơi, nó bắt mình leo như Spider-Man hả? Trời, mà nó phải Spider-Man đâu mà mình leo được. Không sao sao mà. Bà quên mất chúng ta đã có cánh tay lực sĩ ở đây rồi sao? Để tôi. Ai? Gậy. Hay 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 hay. Làm chu nít mặt cái gì? Hey. Cha. Ôi, không được Sam ơi, chết rồi, cái găng tay này nó khinh không nổi cái cục này. Trời ơi, cục bedrock này là cục gọi là gì ta, mạnh nhất ở trong bedrock mà sao khinh được? Có gì khác không ông ơi, dùng bụi khác đi. Chết rồi, bây giờ có bức tường này. Thôi được, để tôi kiếm thử móng bụi bói khác coi. Để tôi lấy kiếm tôi khơi. Đây rồi, có rồi nè, súng laser. Hey. 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 Trời ơi, không nè. Ủa kìa dạ? Không nè. Sao bức tường người ta cao nè, ông bắn laser vô làm chi. Vậy tôi bắn não không, bây giờ bị khùng nè. Vậy để tôi. Hey, đại bác phá hủy trái đất. Hey. Ủa kìa vậy? Không được luôn. Trời, cái ông này em có học vật lý không? Mình thường mấy cái bức tường cao này bắt mình phải leo lên trời quá. Nhưng mà cái bức tường này nó cao hết luôn cái này luôn nè, nó đâu có chỗ nào để cho mình leo lên đâu. Có thấy không? Chứ sao ta? Chết rồi Sam ơi. Có khi nào có khi nào không có bủ bối nào có thể vượt qua được cái này luôn không? Không chịu đâu, tôi không muốn ở trong nhà tù đâu. Trời ơi trời, tôi không chịu nè. Tôi cũng không muốn ở đây đâu. Thì giờ tôi đâu muốn bị nhốt trong này đâu, nhưng mà hết bụi bối rồi. Bây giờ ông ổn giống tôi bắn ra ra đầu ông nghe. Tôi có sống nha. Từ từ tôi suy nghĩ. Có món bụi bối nào có thể giúp chúng ta thoát ra ngoài đây được không ta? Mấy bạn ơi, mấy bạn có món bụi bối nào hay không? Mấy bạn thử nói cho Phong biết mấy bạn. Bây giờ mà ông không giúp tôi ra khỏi cái nhà tù tí hon này, tôi sẽ bắn ông bay cái đất ra khỏi trái đất không ta đâu. Trời ơi trời, bà đang chẻ súng vô trong cái đầu của tôi á. Trời ơi, rồi thôi. Ủa, mà thôi Sam ơi. Thôi được rồi. Bà đừng có chĩa súng vô nách tôi nữa, nhọc quá. Thôi được rồi, tôi đã nghĩ được. Tôi đã nghĩ được cái cách khác rồi. Để tôi. Quá thông minh. Cánh cửa thần kỳ. Ten. Trời ơi. Trời ơi, xịn quá Phong ơi. Ông ngầu thông minh vậy luôn á. Tôi quá là thông minh luôn đó, thấy không Sam? Tại sao chúng ta không sử dụng cánh cửa thần kỳ, chúng ta thoát ra ngoài đúng không? Quá đơn giản. Ơi mà khoan, từ sao từ nãy giờ mình không dùng cánh cửa thần kỳ luôn cho nó nhanh, tự nhiên mình dùng tùm lum bủ bối chi trời, đúng không Sam? Ha, trời ơi trời, do ông suy nghĩ tới hiểu không đó, chứ tôi nghi tôi định nghĩ cái này, tôi nói với ông rồi mà tôi để tôi quay được, ông có nhớ không? Thôi hóa ra ông bây giờ mới nhớ. Trời ơi sao mày đặt đồ. Thôi rồi, để tôi. Cánh cửa thần kỳ, hãy đưa ta tới làng Herotim. Hay da. Trời ơi Sam ơi, làng Herotim. Trời ơi, ngôi nhà tương thương của chúng ta đã trở lại rồi Phong ơi. Trời ơi may quá. Ok, rồi. Bây giờ
chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi nơi này thôi nào bạn ơi. Let's go. Cuối cùng thì bọn mình cũng quay trở về được làng Hero Team rồi, mừng quá. Đóng cửa lại. Trời ơi, tết quá Phong ơi. Trời ơi, cái làng của mình nè, bọn ở trong nhà tù nữa, vui quá. Mấy bạn ơi, từ nay là Phong chừa, Phong tởn ở nhà luôn. Phong không bao giờ mà dám sử dụng bộ bói của Doraemon đem đi phá phách nữa bạn ơi. Kiểu này là thế nào cũng sẽ gọi là bị gặp thêm nhiều chuyện nữa cho mà coi. Thôi, mình nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ tôi khóc nữa Phong ơi. Tôi sẽ luôn vui, tôi không bao giờ buồn nữa. Tôi mà buồn tôi vô nhà tù tôi buồn tự buồn hơn đó Phong ơi, không dám buồn nữa, không dám buồn. Ok. Không dám. Thôi các bạn ơi, mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy ở bên kênh YouTube của Sammy cùng với tất cả thành viên của Hero Team đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Tạm biệt. Ôi, tôi về nhà tôi ngủ tôi sợ quá. Trời ơi, tôi về nhà luôn, không dám khóc, tôi sẽ cười cả ngày trong nghe. Ha ha. Tôi cười đây. Hero Team, Hero Team.